Bạn đã quay lại video mình hay em sẽ tục hướng dẫn các bạn có thể sắp xếp quen xếp trình giấy thuật nghệ thuật. Hôm qua mình làm mấy giờ về đúng không? Hôm qua mình làm mấy giờ về? Mấy giờ? 6 giờ kém. Chị đi tầm 4-5 giờ chơi đi. Nhung hoàn đọc bài là khi mô trong 20 à? Nhung đọc chưa? Chưa xong luôn. Mới đi học. Tại gần dũng căng
chủ đề nếu mà định làm gì không? Hả? Biết chỉ bấu chủ đề vì mỗi tuần không như được 20 mà bùa có bảo số lượng nữa vậy người cỡ 4 chủ đề à một video một tiếng đó kìa hả mà ngồi ăn tiếng đó này một tiếng cộng một video 4 phút cộng một video 5 phút kìa. Đến 10 phút mình lỡ một đua bi điên cóc à đua bi điên cóc à lỡ niệm được nha tốn nhập ngon bộ ngon nè đua bi được nè ngon xây dựng mà không biết đồ hỏi chất lượng video răng nữa. Không Nhung hoa nó nhớ giữ lặng ai dục tự giữ lại đỡ lại lần luôn nó trị ái đồ dữ rồi luôn ai cá mô không có thì mình lồng có để tôi lồng cái bón này
mệt mỏi đó chị. Túi đi bay gắt quá à.
Ok, mình sẽ được đổi góc nha các bạn. Ok, mình sẽ được tiếp tục đi đổi nha các bạn. Thank you nha.
Thank you.
Fingers step on your lips.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Các bạn đã xem video này, các bạn nhớ video này sao nhé.